Ok, xin chào anh em, tôi đang ở Con không được quay phim tôi đang ở thủy khi điện mà đang lái xe. Hòa Bình. Không được, không được. Ông con đang quậy. Không được gì hết. Đấy, tô tỏ đây. Không được quay khi mà đang lái xe. Đúng rồi. Không được. Thế thì dừng đây. Dừng ở chỗ này xong rồi mới được quay tiếp. Ok, rồi dừng luôn. Rồi. Đấy. Đẹp nhỉ. Dừng ở đây nó có ra nó thu tiền không nhỉ? Chắc có phải lùi lại đúng vị trí. Rồi. Nguy hiểm cầm. Tí nữa phải cầm nước đèo. Đây là thủy điện Hòa Bình. Thủy điện Hòa Bình. Đấy, hôm nay đưa anh em đi du lịch thủy điện Hòa Bình bằng xe VinFast nhá. Rồi, đã tới nơi. Xin mời mọi người xuống để đi một vòng xung quanh xe và ngắm thủy điện Hòa Bình cùng tôi nhá. Rồi, Boom ơi, xin mời anh xuống cho. Rồi, bây giờ sẽ lấy cái túi ra. Đấy. Ok. Đấy, đầu tiên là màn khoe xe, sau đó rồi sẽ đến màn khoe thủy điện nhá. Đấy, VinFast Lux SA đã có mặt ở thủy điện Hòa Bình. Đấy, như này cho nó ok chờ. Góc này cho nó hoành tráng này. Đấy, màn khoe xe. Rồi, đây là thủy điện Hòa Bình nhá anh em ạ. Thủy điện Hòa Bình thì thủy điện này là được xây từ năm từ năm 1979. Đấy. Và đến tận năm 1994 gì đó thì mới xong cơ. Đấy, như vậy là rất là lâu. Và cái thủy điện này thì là nó sẽ có cái đường đây, tôi sang đây tôi chỉ tôi giới thiệu cho. Này. Cái đập này là đập chính này, chỗ này đây là nghề của tôi mà. Đây, tôi là học về hệ thống điện. Tôi học về hệ thống điện. Học về hệ thống điện nên là tôi đã đi thực tập ở đây luôn. Cho nên là tôi nắm khá là rõ. Đấy, đây là nghề chính của tôi đấy. Đây, đây này. Cái Boom ra đây đã đi giới thiệu cho nhá. Đây này. Đã đi giới thiệu cho đây là đây là cái đập này, đập này thì là cái chỗ kia là cái chỗ nó có 7 cái cửa xả. Cái cửa xả đấy là trong trường hợp mà nước lũ lên cao thì là nó mới xả đến cái cửa này, có 7 cửa. Mà khi mà xả 7 cửa này thì thật là khủng khiếp. Nước ở chỗ này coi như mình sẽ đứng ở đây mình gần như không đứng được. Nước nó coi như là bao trùm hết cả ở đây. Các bạn cứ search những cái video về mùa lũ ở thủy điện Hòa Bình thì sẽ biết. Và ở dưới hạ lưu là coi như ngập hết. Nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì im. Đến bây giờ thì là tức là ở trên cái dọc cái sông Đà này có rất nhiều thủy điện rồi, cho nên là ở trên bên trên nữa là có thủy điện Sơn La nữa. Thế thành ra là rất ít khi họ xả cái cửa này nữa. Ngày xưa tôi ở hạ lưu là đều bị ngập. Mỗi khi mùa lũ đến là những cái cửa này nó xả và đều ngập nước. Đấy, thì đường có ông đi xe máy mà ông ấy dí còi như là cảnh sát ấy. À, kinh không? Đấy, tôi lại tưởng cảnh sát giật mình. Đấy, thì là cái nước xả nó chảy qua đây. Nước xả chảy chính qua đây. Thế còn nước chảy qua tubin là chảy ở dưới toàn bộ dưới cái lòng núi này này, toàn bộ dưới lòng núi này. Đây. Nó có tới 20 km cái đường hầm ở dưới núi. Đấy, mọi người nếu mà đến nơi đến Hòa Bình mà mua vé du lịch ấy, là mua vé du lịch là sau đó người ta sẽ dẫn vào trong hầm này, dẫn đi 20 km và ra xem những cái tổ máy phát điện, có 8 tổ máy thì phải. Mình có nên mua vé vào không? Nếu mà muốn. Nhưng mà bây giờ sợ hơi muộn ấy. Anh sợ đi này. Hỏi xem là đi bao lâu. Đấy thì là rồi nhá. Tôi hôm nay là hướng dẫn viên du lịch luôn. Đấy. Đây đây đây, tôi chỉ cho mọi người xem cái chỗ này là chỗ xả lũ này. Đây. Bên này là xả lũ nhá. Cái này gọi là xả lũ. Tại vì sao? Tại vì là nó không sản sinh ra điện. Đấy, đây đây.
Cái thủy điện này là do Nga nó hỗ trợ Việt Nam và xây. Đấy, khi mà nước nó xuống, nước nó đổ xuống kia thì nó sẽ bắn lên trên này, nó tỏa ra để cho nó không làm trũng cái chỗ này, không làm hỏng. Ô, coi quả gì đấy bông. Đấy, không làm cái chỗ này nó bị xoáy xuống đáy. Ở trên sân thượng mà. Bung mày để ý nhá, rất nhiều ô tô đấy. Cái toàn bộ máy móc các thứ là để ở trong lòng núi. Để ở trong lòng núi lý do là vì vấn đề an ninh. Tại vì từ những năm 79 là những năm chiến tranh vừa mới gọi là kết thúc. Thành ra là họ liên quan đến vấn đề an ninh. Các chuyên gia Nga phải nói là cực kỳ giỏi. Đây, bây giờ tôi sẽ chỉ vào đây để cho mọi người. Ngày xưa khi mà chưa có cái cầu ở dưới kia thì là người ta cho ô tô toàn bộ mà nối giữa hai bên bờ sông là sẽ đi qua cái đường hầm ở dưới ngầm này. Đấy, đi đường hầm dưới này. Đấy, bây giờ người ta chỉ xe công vụ họ đi qua thôi, chứ còn trước là họ cho đi qua hết những cái hầm này, đi xuyên qua lòng này và đi sang bên kia. Đây. Còn dưới này, chỗ này là các cái đường mà nó nước nó qua tu bin rồi nó chảy qua đây này. Đấy, rồi nó chảy ra đây. Thì qua tu bin là phát điện, rồi xong cho nó chảy qua đây. Đấy. Thì đây, điện nó bắt đầu nó sau khi qua tu bin là nó ra những cái trạm này. Ra những cái trạm này xong người ta kích lên thành 220 kV rồi 500 kV để người ta đi phân phối ra cả nước. Đấy. Để mà đi phân phối điện đi ra xa ấy, ví dụ đi vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đi ra rất xa thì người ta phải tâng cái điện áp lên. Khi mà điện áp càng cao thì cái dòng nó càng nhỏ và tổn hao nó càng càng thấp. Chính vì thế cho nên người ta đã đưa lên 500 kV. Đấy. Việt Nam có cái đường 500 kV là cực kỳ ấn tượng. Rồi. Đó. Đây là nghề của tôi nhé. Ngày xưa tôi học hệ thống điện trường Đại học Bách Khoa nên là biết mấy cái trò này. Đấy. Nhưng bây giờ tôi làm thì ít liên quan đấy. Bạn bè tôi thường làm ở EVN nhiều. Đấy. Anh em nào mà muốn nhu cầu về điểm đấu các thứ rồi liên quan đến EVN thì nhắn cho tôi nhé. Đấy. Đấy. Công ty điện lực tỉnh Hòa Bình. Nói chung là những công ty này bây giờ đều theo mô hình cổ phần hóa hết rồi. Đấy, cổ phần hóa. Nhưng mà cổ phần hóa. Ok, ông còn đang nhắc là hết giờ quay. Rồi đi, Bung ơi, Bung để ý rất nhiều xe ô tô đi, để ý. Thôi đi sao? Bung ơi, chạy qua đường phải nhìn đường. Đấy, hôm nay là trời nắng cho nên là tôi thấy ít xe đến, chứ bình thường là xe du lịch đỗ ở đây rất nhiều, các cái đoàn họ lên họ tham quan, đặc biệt là những cái em nhỏ ấy. Đấy. Mùa lũ mà đứng ở đây thì thôi rồi luôn. Đứng ở chỗ này thì coi như là nước nó bắn tung vé lên. Đấy, mọi người thấy không? Tí nữa nếu mà mua vé thì mình có thể được lên trên mặt đập đấy mình đi chơi. Mình đi chơi. Ok, bây giờ sẽ đi sang bên kia để xem là người ta có ấy không. Nào đi. Bà dẫn sang. Cẩn thận. Để sang xem mami mua vé thế nào. Cẩn thận ô tô này Bung. Bà dẫn Bung đi. Rất nhiều ô tô đấy, không đùa đâu. Bây giờ ra khóa cái xe lại đã, tại vì lúc nãy chưa khóa xe. Để ý nào, Bung. Sao rồi? Hả? Đi. Ờ không, đang sạc. À đúng rồi, chưa rồi. Lẩm cẩm thế, bây giờ làm sao? Rồi, đợi để hướng dẫn đưa, anh khóa cửa xe chưa? Hướng dẫn vào hầm à? Vâng. Ồ. Thế là bọn tôi sẽ mua, có hai gói vé hay như nào? Bao nhiêu tiền? Đấy, chưa khóa xe. Bao nhiêu tiền đã? 50.000 để có hướng dẫn và mỗi người lớn là 50.000 nữa. À, vé vào cửa là 50.000 một người. Anh em ạ, rất là rẻ. Đấy, mọi người lên Hòa Bình thì nhớ thăm vào thủy điện Hòa Bình nhá, để vừa thăm vừa ủng hộ nhà máy, hiểu không? Ủng hộ nhà máy. Bây giờ chúng ta mà đi chơi ấy, chúng ta đi chơi rồi là chúng ta đi du lịch cái thứ ấy thì là mình mua vé thì mình nên mình thay vì mình kêu đắt, mình sẽ nghĩ rằng là mình mua vé thì mình sẽ ủng hộ được nhiều, giúp được cho người ta những cái dịch vụ tốt hơn. Hay thế cho nó thoải mái. Ok, bây giờ sẽ vào tham quan nhá. Bung ơi, bây giờ mình sẽ vào tham quan cái tổ máy phát điện đi nhá. Nhá. Đi. Đây. Bắt máy đi. Vừa máy Bung
Thưa Daddy xin lỗi, tại vì là lúc đấy Daddy không nghe rõ. Được rồi, thưa Daddy xin lỗi. Ok, đây rồi, chị dẫn đi đây rồi. Ôi chết, mẹ có mang khẩu trang đi không? Khẩu trang để ở nhà mất rồi chị ơi. Rồi, bây giờ sẽ vào hẳn trong này. Đấy. Cái để mà xây dựng cái thủy điện Hòa Bình này thì là đã có tới 140 mấy người bị chết, gồm các người Việt Nam rồi người các chuyên gia Nga đã bị chết để mà xây cái thủy điện này. Ngày xưa thì chuyên gia Nga ở Hòa Bình cực kỳ nhiều luôn. Nên là tôi nhớ hồi bé là tôi chỉ có lên đây để ngắm cái người Nga của nó to kinh khủng luôn, nó to gấp 3, gấp 4 người Việt Nam ấy. Đấy. Và có rất nhiều cái câu chuyện buồn cười. Đấy, người Nga họ đến đây họ xây, họ làm cả một cái khu gọi là khu chuyên gia. Cái khu đấy rất là đẹp, hồi đấy nó khu chuyên gia đấy hồi đấy rất là đẹp. Nó để cho người Nga họ ở. Đấy. Và Nga họ giúp mình rất nhiều trong cái thủy điện này. Và tôi không thể nào mà có thể hiểu nổi là thời đấy mà khi mà bản vẽ, khi mà máy tính về AutoCAD rồi những cái phần mềm về vẽ họ chưa có, nhưng mà họ để được toàn bộ máy móc vào trong lòng núi này và họ vẽ được thì tôi cũng thấy bái phục luôn, không thể hiểu nổi. Họ cực giỏi, rất rất giỏi. Đấy. Mà công trình này nó gọi là công trình thế kỷ. Ở thủy điện này Hòa Bình này thì nó còn ở trên núi này, trên đồi này còn có một cái bức thư của ông Phạm Văn Đồng. Ông ấy để lại cho thế hệ mai sau. Mà bức thư đấy là có thể 100 năm sau thì mới được mở ra. Đấy, thì cái lúc đấy người ta sẽ nói một vài cái nội dung gì đó. Bức thư rất là huyền bí, không biết là có ai cậy lên đọc chưa, nhưng mà họ ông ấy viết một cái bức thư để cho lại thế hệ mai sau. Tôi không biết là thông điệp của bức thư là gì. Có lẽ rằng là cái công trình này nó có những cái ý nghĩa to lớn khác nữa. Đấy, ngoài cái việc mà gọi là xây dựng đất nước, thể hiện hợp tác giữa Nga thời mà sau chiến tranh hoặc là trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ thì mình là hợp tác với Nga rất nhiều. Đấy, bây giờ chúng tôi sẽ đi thẳng vào hầm nhé, không biết là có đủ dung lượng để mà quay ở trong hầm cho mọi người không. Kìa kìa. Đấy, mọi người có thể thấy rằng là cái đây, đi lại sát đây thì thấy cái khoang máy nó sẽ như kia. Đấy. Tôi đang bị ông con bossy nên là không đi cùng. Nó đuổi mình đi đằng trước. Nên là hướng dẫn viên sẽ đi đường khác. Cái nhà máy này trước đây thì nó đã là nhà máy to nhất khu vực Đông Nam Á, thậm chí là khu vực châu Á, nhưng mà cho đến bây giờ thì không châu Á, tại vì có Trung Quốc thì không được. Nhưng mà khu Đông Nam Á là nó cao to nhất, nhưng bây giờ thì là đứng thứ mấy. Hình như thủy điện Sơn La to hơn à. Công suất của cái này là bao nhiêu tôi cũng quên rồi. Anh em đang xài điện từ cái thủy điện này ra đấy. Nhiều lắm, cái điện này là cấp cho cả nước mà. Đường 500 kV. Thì bây giờ lưới điện họ hòa hết vào nhau rồi thì cũng không, nó cũng không, các cái nguồn cấp nó hòa hết vào nhau. Đây tí nữa mình sẽ vào thăm cái mấy cái này. Đây. Đấy. Nào, bây giờ kể mà họ có cái xe điện thì... Đây, cái hầm mà tôi lúc nãy tôi nói đến đây. Đấy, bây giờ chỉ có đây, cái hầm này là cái hầm này mà trước đây là người ta để mà giao thương giữa hai bên bờ sông
bên bên sông Đà và bên Hòa Bình thì là phải đi qua cái hầm này. Nhưng mà sau đó người ta xây cái cầu, trước đây nó là phà, nhưng mà sau đấy người ta xây cái cầu nên là đấy. Đây lối vào của khách tham quan, đi thẳng vào cái hầm này là sẽ ra cái tổ máy ấy. Tí nữa xong rồi cũng vé này cũng được đi lên trên nắp được, rồi cơ. Được, nhưng mà vừa nãy em trả tiền mà không thấy có vé. Mà mình đang nói chuyện với cô. Đấy vé đây chị cầm. Đây này là giấy lưu hành. Cũng vào đây về mang đi nào. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, ái chà chà. Đây là Bác Hồ Chí Minh của chúng ta. Có một cái câu nói rất là nổi tiếng của Bác Hồ khi mà đến thăm thủy điện Hòa Bình, là khi mà bác đến đây khảo sát cái thủy điện này, bác đã đứng ở trên đỉnh núi ấy và chỉ tay xuống đấy, và nói rằng là hãy biến cái thủy tặc này thành cái thủy điện thủy lợi đấy, biến cái thủy tặc này thành cái thủy lợi đấy. Thì là hồi đấy là sông Đà là một trong những cái con sông hung dữ nhất mà. Đấy, thì những cái câu nói của Bác Hồ thì sau này nó thành danh từ riêng, ví dụ như thủy tặc với thủy lợi, bây giờ thành cái thủy lợi chẳng hạn là một ấy rồi, một danh từ riêng này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có những cái tiếng ồn của máy móc. Vé như vậy là cũng không đắt, nhưng mà theo tôi thì họ làm cái xe điện nhỉ, cái xe điện đi vào đây thì có vẻ mọi người đỡ mệt hơn. Trước đây đã là thủy điện, họ đang nói rằng là trước đây thì là lớn nhất, nhưng bây giờ thủy điện Sơn La là lớn hơn. Đấy. Thủy điện Sơn La thì tôi nghĩ là về sau này là tôi cũng không tìm hiểu, là không biết là ai hỗ trợ. Đơn vị nào thực hiện, nhưng mà dự án đấy cũng là một dự án rất lớn và thành công thì cũng lại giỏi đấy. Việt Nam mình là giỏi. Còn thủy điện này thì trước là hoàn toàn là do Nga. Nào, hy vọng là vẫn còn đủ dung lượng để mà quay vào tới hầm cho anh em xem. Đây. Nào, thủy điện. Tỉnh Hòa Bình không có gì ngoài cái thủy điện này, tôi nói thật. Đấy, cho nên là tỉnh Hòa Bình là một trong những tỉnh nghèo. Tỉnh Hòa Bình là chiếm dân số người dân tộc Mường là nhiều nhất. Tỉnh miền núi và nói chung là rất là nghèo, khó phát triển. Bao nhiêu năm nay thì nó vẫn cứ lẹt đẹt như thế. Ngày xưa nó có cái thủy điện này thì nó B gọi là khá là được chút ấy. Tại vì nó toàn là núi, giao thương thì nó cũng không, nó nằm một vùng ven của phía tây tây bắc, cho nên là nó cũng không phát triển được gì mấy. Phát triển về du lịch thì có Mai Châu, còn lại là tài nguyên khai thác cũng không có gì, toàn núi đồi nên là cũng không có nhà máy, khu công nghiệp gì. Người ta làm nhà máy ở đây người ta không giao thương được, người ta không chuyển ra đi xuất khẩu các thứ tốt được. Ví dụ như là ở Hải Dương hay là Hải Phòng gì đó, người ta sản xuất ra xong cái người ta cho lên cảng, người ta chuyển đi thế giới luôn là tốt. Nhưng còn ở đây là điểm cụt, thành ra là khó phát triển. Ai chả xa thế này thì không biết tính bà cụ nhà mình 80, không biết được đi ra kiểu gì. Cụ 80 mà đi bộ thế này thì chắc toi. Đáng là đi theo cái cô kia thì có thể nghe được một số thông tin khác nữa hay ho, nhưng mà ông con đang bu xì nên là không được không được tham gia. Sắp tới rồi. Ngày xưa là hồi mà tôi đi thực tập ở đây thì
chưa ốp lát như này. Bây giờ họ ốp lát sắp tới rồi đấy. Đây. Anh em kiên nhẫn chút nhá. Kiên nhẫn chút là tới nơi sẽ đến các tổ máy, tôi sẽ đọc các thông số. Tổ máy số 5 đưa vào hoạt động tháng 1 ngày 19 tháng 1 năm 1993, quên mất không để ý mấy cái này. Đấy, tổ máy số 5. Đấy. Chắc là hai bên họ dán cái tổ máy này mình không để ý. Hình như có 10 tổ máy hay bao nhiêu tổ máy đấy. Tổ máy số 5 rồi đúng không? Bây giờ sẽ đi vào đây để tiếp xem là tổ máy số bao nhiêu. Tổ máy số 5. Chỉ có một cái lá cờ của EVN thôi. Không có thông tin tổ máy gì hết. Ok. Rồi. Tổ máy số 6. Đấy, đây này, 93, tổ máy số 6 đưa vào hoạt động năm tháng 6 năm 1993. Như vậy là sau mấy tháng đấy. Tháng 1 đến tháng 6. 6 tháng. Như vậy người ta đưa vào các tổ máy đưa vào. Như vậy là có cánh tuabin đúng không? Xong tuabin nó quay. Nước nó đẩy cái cánh tuabin đấy nó quay xong rồi nó phát ra điện thế thôi. Đấy. Tháng 12 năm 1993, tổ máy số 7. Đấy, hình như 8 tổ máy. Như vậy là từ năm 79 đến năm 94 là hoàn thành. Khánh thành nhà máy. Ok. Nước Nga thân yêu của tôi. Đây, tổ máy số 8 đưa vào vận hành tháng ngày 4 tháng 4 năm 1994. Đây, tổ máy số 8. Rồi. Tới nơi các gọi là các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Đấy. Đây là lá cờ biểu tượng và một cái đồng hồ quắc rất là to ở bên trên. Đấy, và mọi người ngồi kia làm việc. Đang trực các tổ máy và đánh cờ caro. Và đây. Đây là các tổ máy. Đấy, đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tổ máy. 8 tổ máy. Đấy là các cánh tuabin nó đang quay kìa. Đấy, đến chỗ này xem thì chỉ có thế này thôi. Đấy, đấy. Nó lòi cái này lên để nó phát điện. Đấy, nó quay như thế là nó phát điện. Đấy. Đấy, 8 tổ máy. Nếu mà thăm cái này thì chỉ có thế thôi. Nếu chết coi thì nữa bà cụ nhà mình đi ra đây. Còn bên này là các cái tủ điện này, tủ điều khiển. Đấy, trên này có một vài nội quy an toàn. Trên này là các cái thanh dây, dây dẫn điện. Tôi không nhớ là từ đầu máy này nó ra, nó phát ra là bao nhiêu kV. Đấy, nhưng mà về sau này nó sẽ phải kích lên. Kênh cơ à. Xây được những cái công trình khủng khiếp như này chỉ có thể là người Nga. Bây giờ thì 100% là người Việt Nam vận hành rồi. Chứ còn trước đây là rất nhiều chuyên gia Nga trong quá trình thi công lắp đặt. Hồi trước tôi nhớ không nhớ là hình như không có cái phòng xử lý ở đây đâu, phòng kỹ thuật ở đây đâu. Nhưng bây giờ hồi đấy tôi lên thực tập ở đây và tôi thấy làm trong nhà máy rất là chán. Chính vì thế cho nên là tôi không nghĩ rằng mình sẽ vào được những cái nhà máy để mà mình làm việc. Đấy, tại vì người ta cứ phải ngồi ở đây suốt ngày thế này trực và xử lý những cái số liệu thứ và rồi thỉnh thoảng lắm thì mới có những cái sự cố để mà xử lý. Hello Boom. Đây Boom ơi. Rồi. Hết giờ quay. Ok, thôi bây giờ tôi phải tạm dừng đây. Lát nữa tôi sẽ quay tiếp ở trên đỉnh của đập cho mọi người xem nhá. Đấy, còn bây giờ là tôi đến giờ phải dừng lại rồi. Để mà phục vụ ông qua một chút. Lát nữa tôi sẽ quay trên đỉnh đập sẽ đưa mọi người đi một vòng nữa để mọi người xem. Đó, chứ còn trong chỗ này thì không có gì để mà xem nữa. Hết rồi. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.